Thì đây là cái mẫu mà dây thun ràng mà có tăng chỉnh được mới nhất của Rarabin. Thì em sẽ hướng dẫn anh cách sử dụng nó. Thì cái ưu điểm của nó là nó có thể tăng chỉnh được chiều dài khi mà mình ràng hàng, cũng như là cái độ căng. Thì á, là nếu mà những cái trường hợp mà anh ràng những hàng to gì nè, mà dây 2 mét là đủ rồi đúng không? Trong trường hợp mà anh xài á, mà ví dụ như anh muốn ràng hàng nhỏ hơn thì nó lại dư. Đây, anh thấy vậy ra. Đây. Giả thử em đang gàn hàng nhỏ rồi nha. Mà em sẽ gàn những cái hàng mà nó ít hơn tí. Tại đó em gàn hàng ít hơn tí. Đó, em bỏ 20 xuống. Thì lúc đó là sao? Dây thì lúc đó dây nó sẽ dư ra, dây nó sẽ không có được căng nữa, tại vì nó đã sử dụng cái chiều dài giãn cho cái hàng nãy rồi. Thì lúc này nè, mình sẽ sử dụng cái tính năng đó là tăng chỉnh cái chiều dài trên dây thun. Thì đầu tiên á là mình kéo nó ra, mình kéo ra phần này nè, kéo nó ra khỏi cái rãnh này. À, ở đây nó có một cái rãnh đó, anh kéo nó ra, kéo dây nó ra thì mình tăng chỉnh được cái độ ngắn của dây lại. Sau khi mà đến cái độ ngắn dây vừa đủ đúng không, anh gịch ngược lại thì lúc đó phần này nè, phần dây thun này nè, nó vô cái rãnh rồi, thì cái rãnh nó sẽ giữ lại, thì lúc đó mình sẽ được cái chiều mà mình mong muốn. À, thì khi mà sử dụng cái loại móc này nè, đó, đây là lốp móc của nhựa có răng, thì nó sẽ bám rất là tốt, nó không bị cái trường hợp là mình chạy mà nó bung móc ra hoặc là nó rớt móc khỏi cái vật này. Thì cái mẹo mà để mình ràng á là mình sẽ xong nghiêng cái này qua, nghiêng ra đó, thì lúc đó bên kia này mình cũng sẽ làm y vậy luôn, mình sẽ nghiêng cái phần này qua, vậy là xong. Đó là cái ưu điểm của cái hàng chỉnh được, và nó chỉnh được cả hai đầu nha. Ví dụ như anh thấy đầu bên này nó còn lỏng đúng không, thì bắt đầu mình cũng xong đẩy cái này tới ra khỏi nè, bắt đầu mình kéo đến cái một chiều dài thích hợp nè, gịch ngược lại cho cái dây này nó vào cái rãnh để nó tự cố định lại được vịnh hàng. Lúc này dây nó cứng hơn nè, dây ngắn lại mà, rồi mình phải xong cái độ giãn nó nhiều hơn đó, cứng ngắc luôn. Từ đó mà mình có thể xài hoài. Còn cái loại mà không tăng chỉnh được á, thì cứ mà từ ràng hàng lớn xuống hàng nhỏ thì mình phải quấn dài dòng ở đâu đó rồi mình mới ràng vô để lợi dụng được cái độ căng dây. Còn này mình có thể sử dụng cái tăng chỉnh này được, tăng chỉnh này rất là bền chắc nha, nó vô rảnh rồi thì lúc đó cái phần chịu lực á là dây nè, móc nào móc ở trong là bọc thép nha, à chứ không phải là móc nhựa nha, ở trong là bọc thép nè, đây những rãnh thép nè, rãnh rất đẹp, đường này gia công rất đẹp. Nhiên móc vô rất chắc, có đẹp luôn, bon chở hàng.